Chào các bạn, đây là câu hỏi đáp trong nhóm u hạch ung thư vú của bác sĩ Lê Hồng Quang mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chào bác sĩ, em thấy đau tức ngực trái, em đi siêu âm thì có kết quả này. Bệnh tình của em có nặng không và em cần làm gì? Và đây là cái kết quả. Tuyến vú phải thì không thấy khối dịch bất thường, khối hay dịch bất thường trong phần tuyến vú cũng như trong tổ chức phần mềm xung quanh. Tuyến vú trái thì có nhu mô vị trí 12 giờ cách núm vú 5 cm, có nhân giảm âm kích thước 4 đến 7 mm, trục lớn song song với mặt da và không vôi hóa. Và các cơ vùng ngực trước không thấy gì bất thường, cũng không thấy hạch to hay khối bất thường vùng nách hai bên, và kết luận là hình ảnh nhân vú trái BRAS 3. Câu trả lời của bác sĩ Quang đối với câu hỏi đó như sau. Sơ bộ kết quả BRAS 3 phản ánh tổn thương lành tính, bạn không nên quá lo lắng. Tuy nhiên cũng không thể kết luận và tư vấn chỉ dựa vào một kết quả siêu âm như vậy. Bác sĩ phải hỏi thăm khám và làm thêm xét nghiệm nữa mới có câu hỏi chính xác được. Và câu hỏi tiếp theo là, thế cháu cần phải làm những xét nghiệm gì và ở bệnh viện nào là tốt ạ? Thì bác sĩ Quang khuyên là ở bệnh viện K có phòng khám chuyên về vú. Đó là câu hỏi và đáp về hình ảnh nhân vú trái BRAS 3 có nặng không và cần làm gì. Xin chào và tạm biệt các bạn, và tôi sẽ chia sẻ những câu hỏi đáp tiếp theo trong những video khác nhau.